phân tích và bình luận. Nợ nước ngoài kỷ lục, dự trữ ngoại hối dòng hiện tại của Trung Quốc chỉ bằng 25% so với năm 2015. Nợ nước ngoài của Trung Quốc tăng 10 quý liên tiếp, đạt 2,7 nghìn tỷ USD, cao kỷ lục, khiến dự trữ ngoại hối dòng nghĩa là dự trữ ngoại hối trừ đi nghĩa vụ trả nợ nước ngoài, chỉ bằng 25% so với năm 2015. Trong khi đó, nước này đang ồ ạt nhập khẩu lương thực thực phẩm, nhiên liệu trước nguy cơ mất cân đối an ninh lương thực và năng lượng. Nợ nước ngoài tăng kỷ lục và dự trữ ngoại hối mỏng đi sẽ là thách thức lớn. Trong vòng 12 tháng tới, nợ đến hạn phải trả là 1,5 nghìn tỷ USD, cộng thêm nhu cầu nhập khẩu lương thực và nhiên liệu tăng cao bất thường. Dự báo dự trữ ngoại hối sẽ còn tiếp tục suy giảm. Thêm vào đó, các biện pháp đàn áp doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, khủng hoảng điện năng khiến dòng vốn nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp quay đầu rời khỏi Bắc Kinh. Các doanh nghiệp cứu Trung Quốc cũng khó khăn trong việc thu hút vốn nước ngoài trên các sàn giao dịch chứng khoán ở New York và London. Bối cảnh như vậy khiến dự trữ ngoại hối dòng của Bắc Kinh trở thành mối đe dọa cho an ninh lương thực và năng lượng trong mùa đông khắc nghiệt này. Dự trữ ngoại hối dòng của Trung Quốc hiện chỉ còn 25%, so với năm 2015. Sự bùng phát của Covid-19 vào năm ngoái đã cản trở tăng trưởng kinh tế. Việc ngừng sản xuất ở nhiều quốc gia đã dẫn đến sự sụt giảm sản lượng nguyên liệu thô công nghiệp, bắt đầu từ quý 3 2020, do kinh tế toàn cầu dần phục hồi. Nhưng chuỗi cung ứng logistics đã bị đứt gãy, khiến giá hàng hóa quốc tế đã tăng nhanh từ cuối năm ngoái. Nguyên liệu, hóa chất than, quạng và kim loại màu tăng đặc biệt mạnh, có tác động đến dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 9, dữ liệu do Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 6, số dư nợ nước ngoài toàn diện của Trung Quốc là 2.679,8 tỷ USD, cao kỷ lục và đã tăng trong 10 quý liên tiếp. Dưới góc độ cơ cấu nợ nước ngoài đến hạn thanh toán, nợ nước ngoài trung hạn dài hạn chiếm 44%, nợ nước ngoài ngắn hạn tức là đến hạn thanh toán trong 12 tháng tới chiếm 56%. Cơ cấu nợ ngắn hạn cao như vậy khá là mất cân đối và có thể đe dọa căng thẳng thanh khoản ngoại hối trong ngắn hạn. Theo các thông số trên, Trung Quốc sẽ phải trả 1,5 nghìn tỷ USD nợ nước ngoài trong 12 tháng tới. Cuối năm 2015, dự trữ ngoại hối dòng còn 2.000 tỷ USD, đến đầu năm 2020 đã giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD và cuối quý đầu tiên của năm 2021, con số này chỉ còn 700 tỷ đô la Mỹ và bây giờ nó chỉ là 500 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc có thể bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng khi dự trữ ngoại hối dòng lao dốc. Dự trữ ngoại hối ngày một suy giảm và tiệm cận dần với khối nợ nước ngoài, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn trong việc ổn định an ninh lương thực và năng lượng. Trung Quốc có nhiều than non, vốn không phù hợp với nhiệt điện. Than non là loại than có giá trị rất thấp về nhiệt và dầu độ ẩm và không thích hợp cho việc vận chuyển đường dài. Đông Nội Mông chiếm gần 70% trong tổng số 300 tỷ tấn than non dự trữ của Trung Quốc. Than non là một loại than kém phát triển ở trạng thái giữa than non, bitum và than bùn. Than non là nhiên liệu hóa thạch có lượng khí thải carbon dioxide cao nhất. Trên thực tế, than của Úc có chất lượng rất cao, ít cho, ít lưu huỳnh và nhiệt lượng cao, vô cùng phù hợp với nhiệt điện. Kể từ khi Trung Quốc sử dụng các biện pháp thương mại để trả đũa Úc và ban hành lệnh cấm nhập khẩu than, số lượng than nhập khẩu chất lượng cao của Úc vào Trung Quốc gần như bằng không. Hiện tại, nhập khẩu than của Trung Quốc chủ yếu từ Indonesia. Tuy nhiên Indonesia hiện đang thắt chặt xuất khẩu than. Dự kiến, xuất khẩu than của Indonesia sẽ giảm trong 3 tháng tới. Trung Quốc không dễ dàng thay thế than có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp vì thiết kế kỹ thuật tại các nhà máy điện than không cho phép. Than chất lượng thấp tại Trung Quốc và thậm chí từ Việt Nam cũng không còn phù hợp với các nhà máy nhiệt điện than ở Trung Quốc nữa. Trung Quốc buộc phải nhập than chất lượng cao nếu muốn bảo đảm an ninh năng lượng. Bởi lý do kỹ thuật và công nghệ, Trung Quốc cần một lượng lớn ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu khí đốt Đặc biệt là trong thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, không chỉ nhu cầu về tham tăng lên mà nhu cầu về lượng khí tự nhiên rất lớn trong các ứng dụng hóa học và dân dụng. Bloomberg đưa tin, vào ngày 1 tháng 10 2021, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ với Bloomberg rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đã ra lệnh cho các công ty năng lượng quốc doanh lớn nhất bao gồm cả các công ty trong ngành than, điện và dầu khí phải tăng cường tối đa năng suất bất chấp chi phí để đảm bảo nguồn cung trong mùa đông này. Doanh nghiệp nhà nước cấp trung ương United Petrochemical cho biết, họ có kế hoạch nhập khẩu 13,3 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong mùa đông này, cao hơn khoảng 9% so với nhập khẩu của mùa đông năm ngoái, và sẽ đẩy nhanh việc tăng tồn kho khí đốt tự nhiên vào cuối tháng 10. Các doanh nghiệp trung ương khác, bao gồm Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, cũng đang đưa ra các yêu cầu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn không có đủ khí đốt tự nhiên để tồn tại qua mùa đông, vì giá khí đốt tự nhiên quốc tế hiện cao gấp đôi giá trong nước. Các công ty khí đốt ở các thành phố khác nhau phải đối mặt với khoản lỗ lớn khi bán khí đốt tự nhiên cho người tiêu dùng trong nước. Và người dân đang phải trả mức chi phí đắt đỏ để sống. Nếu không thể sửa ấm và nấu chín thức ăn, người dân chắc chắn sẽ bị chết đói và chết cóng. Giá LNG, khí đốt tự nhiên hóa lỏng, giao ngay quốc tế mới nhất đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong lịch sử là 34,47 USD trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh. Tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm ngoái, gây nhiều áp lực lên dự trữ ngoại hối. Không đủ ngoại hối và dự trữ ngoại hối của Hồng Kông là cứu cánh. Trung Quốc cần hơn 2.000 tỷ USD nhập khẩu hàng năm, nhưng số dư nợ nước ngoài ngắn hạn phải trả trong vòng một năm lên tới 1,5 nghìn tỷ USD và dự trữ ngoại hối thực sự không đủ. Nếu xuất khẩu có vấn đề, ví dụ như kim ngạch xuất khẩu sụt giảm hoặc bị nợ động, khiến nguồn ngoại hối từ xuất khẩu suy giảm thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ bị căng thẳng ngay lập tức. Hiện tại, tốc độ đầu tư vốn quốc tế vào Trung Quốc đang chậm lại dự trữ ngoại hối đang chịu áp lực lớn trung quốc có nhiều mặt hàng phải nhập khẩu từ nước ngoài như động cơ hàng không chip công nghệ được cấp bằng sáng chế và thậm chí một số lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp chẳng hạn như ngô đậu nành và gạo hơn nữa đảng cộng sản trung quốc đã phải cố gắng ngăn chặn và trì hoãn việc rút tiền của các công ty nước ngoài khỏi trung quốc ngoài ra trung quốc cũng không thể tùy ý bán trái phiếu kho bạc hoa kỳ đang nắm giữ vì điều đó sẽ gây thiệt hại cho chính trung quốc Dự trữ ngoại hối không đủ cũng là một lý do quan trọng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất tăng trưởng. Dựa vào lưu thông kép, tức là tăng trưởng dựa vào cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, song song với chiến lược tiết kiệm và bảo tồn lương thực trong nước. Tất cả đều là để ngăn chặn tình trạng căng thẳng ngoại hối gia tăng. Trên thực tế, dự trữ ngoại hối của Hồng Kông sẽ là sợi dây cứu mạng cuối cùng nếu xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ vọng. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông ngày 7 tháng 7 thông báo tài sản dự trữ ngoại hối chính thức của Hồng Kông vào cuối tháng 6 năm 2021 là 491,6 tỷ USD. Vào năm 2019, có tin đồn rằng dự trữ ngoại hối của Hồng Kông được chính quyền trung ương điều động. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông phủ nhận tin tức ngày ngay sau đó. Tuy nhiên, bây giờ phiên bản luật an ninh quốc gia đang được thực thi tại Hồng Kông, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Hồng Kông đều là các chính trị gia yêu đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi Hồng Kông giao nộp dự trữ ngoại hối, ai sẽ dám nói không? Thưa quý vị, mục phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Decana News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Decana News trên mạng xã hội chat nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.